Gia đình mình bán cúc cỡ được 14 năm rồi, do ông ba mẹ chồng á xưa đến giờ để lại. Với lại bên đây thì bán một ngày có 1.000 con, bánh mì thì 500 ổ. Xưa là nhỏ lắm, rồi từ từ mình lên thành một quán lớn, rồi thêm quán cái bên là hai quán. Bên mình là có cái nước chấm á, đặc biệt do ba mẹ chồng á làm ra. Mình biết quán cúc này từ hồi lúc mà mình học đại học rồi, tới nay là chắc cũng 7 năm rồi đó. Thỉnh thoảng thì cũng hay dắt gia đình tới đây ăn. Mình ăn cúc chuyên bơ của cô Năm là 10 năm trước rồi. Thỉnh thoảng mình quay lại mình mới ăn. Nhưng trước đây thì không có loa, mà sau này thấy lượng mua về nhiều á, mình phải cần tới loa để gọi vô trong á.